Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình Quân Bao Vành Mói, để sự nhiều chuyện của các bạn sẽ được tha thứ. Thì các bô lão của chúng ta, các bô lão, lão làng trong V-Bop của chúng ta lại tiếp tục đấu khẩu với nhau rồi. Đó chính là cuộc chiến giữa Cao Thái Sơn, Khắc Việt và Natalie. Thì mình đã đọc hết tất cả những cái đó, mình đã xem hết tất cả sự kiện diễn biến ra. Thì ban đầu là Cao Thái Sơn đăng bài và nói rằng là Khắc Việt lạnh lùng bán bài của mình, không hỏi qua mình đồ này kia các kiểu. Sau đó Khắc Việt đã tung lên cái bài là full cái đoạn tin nhắn đó, không cắt ghép, không chỉnh sửa. Thì Cao Thái Sơn cũng đã chính thức xóa bài và Natalie lại tiếp tục được hả hê, khi mà gần như là anh ấy lấy hết tất cả của Cao Thái Sơn và Cao Thái Sơn hiện tại chỉ còn cái nịt. Đấy, thì nói chung á là mình đọc hết thì mình cảm thấy là anh Cao Thái Sơn này cũng sống rất kỳ nha. Kiểu dạng như là cái thời mà người ta đang rất là khó khăn, người ta mới lập nghiệp, thời mà anh Khắc Việt anh mới lập nghiệp á, thì anh phải bán đại bán tháo một cái bài hát chỉ để chi trả cho tiền điện, tiền nước, tiền nhà mà còn bị ép giá nữa. Thì hỏi làm sao mà Khắc Việt của thì hiện tại có thể thương, có thể thông cảm, có thể giúp đỡ cho Cao Thái Sơn được, đúng không nè? Đấy, người ta, bởi vì nó thấy nó càng đúng ở cái câu ở chỗ là khi mà bạn ở trên đỉnh cao á, bạn phải biết sống như thế nào cho nó đúng. Tại vì thật sự luôn, bạn phải biết kính trên nhường dưới, bạn phải biết giúp đỡ, bạn phải biết happy, bạn phải biết hòa đồng, bạn phải biết giúp đỡ này kia. Để làm chi? Để tới cái lúc mà bạn xuống á, bạn vẫn được người ta thương, người ta giúp đỡ, ít nhất là người ta sẽ coi trọng bạn. Còn nếu như cái thời mà bạn ở trên đỉnh cao á, mà bạn sống kỳ á, thì cuối cùng thì cái hào quang, cái danh tiếng cũng như tất cả mọi thứ đều sẽ quay lưng với bạn mà thôi. Thì đó chính là những cái rất là cơ bản của cái cuộc đời này. Quân Bao nói thiệt, nó rất là cơ bản, ai cũng biết nha, nhưng mà ít ai hiểu lắm. Đấy, thì ở đây là gì, chúng ta đã có thể thấy là một anh Cao Thái Sơn sống rất kỳ. Tại vì thật sự luôn, cái này mình nói có căn có cứ đàng hoàng luôn nha. Tại vì khi mà mình đưa những cái câu chuyện này, mình có tham khảo nếu trước khi mình quay cái số này, thì mình có tham khảo một cái bạn cũng là nhạc sĩ trẻ, mình nói rằng ê, cái trường hợp này mày thấy làm sao, nó đúng không ta, là Cao Thái Sơn đúng hay là Khắc Việt đúng đó. Thì bạn nó chỉ chốt có đúng hai từ để mà nói lên tất cả, hai từ rất là nhẹ nhàng thân thương. Thật sự luôn, các bạn có thể tưởng tượng cái thời điểm mà các bạn lập nghiệp, các bạn này kia, coi tự nhiên người ta ép giá các bạn, rồi sau này người ta đòi các bạn thương đâu ra. Thôi, cuộc đời này nó dễ lắm, cuộc đời này rất là công bằng. Ví dụ bạn sống rất kỳ đi, thì chắc chắn một điều rằng là trong tương lai bạn sẽ gặp một cái người sống kỳ gấp đôi các bạn. Điển hình ở đây là Cao Thái Sơn gặp Natalie nè, quá kỳ luôn. Kỳ mà kỳ giống như kỳ đội Dương Miện mà tranh nhau đội luôn đó. Đấy, thì Natalie đã xuất hiện trong cuộc đời sự nghiệp của Cao Thái Sơn và trứng Cao Thái Sơn lại, trứng yểm luôn á. Đấy, trứng Cao Thái Sơn lại, và bây giờ hiện tại Cao Thái Sơn gần như phải đối mặt hết tất cả những gì mà mình đã gây ra trong quá khứ. Gieo quả nào thì gặt quả đó, nhớ nhé.